người béo khổ lắm, làm cái việc gì khó khăn cơ. Có tuổi là nội tiết tố nó kém đi, giá rẻ xấu. Bên cạnh việc luyện tập rất là chăm chỉ thì tôi áp dụng một chế độ ăn cực kỳ nghiêm ngặt. Chị em ở trong phòng ấy cứ rủ nhau tụ tập rồi ăn uống. Mình nhìn mình trước gương mình còn chán, huống hồ gì là chồng. Mà chị không biết được là trong người chị có những bệnh gì. Thực sự là đang rất đau đầu về cái chuyện mà cân nặng với cả giảm cân. Bởi vì là béo rất là khó chịu mà, đi làm về cực kỳ mệt mỏi. Mình chắc là không chết vì già đâu, mà chết vì nghĩ rằng là mình xấu. Đây, bột cần tây Cytokata. Từ khi mình dùng sản phẩm Cytokata, mình thấy là mình như được khôi xuân lại. Giá rẻ mình cũng sáng, mịn hơn. Cơ thể của chị bây giờ là đẹp hơn 2 tháng trước rồi đấy. Từ khi mà sử dụng Cytokata thì ngoài sở hữu một vóc dáng thon gọn ra, tôi còn có một cái làn da rất là tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Và cái sản phẩm này thì là cái bột cần tây sấy lạnh của theo công nghệ Nhật Bản, rất là an toàn và lành tính. Ngoài ra thì Cytokata có một cái dạng đóng gói dạng giấy rất là dễ xé, dễ sử dụng. Sản phẩm này bây giờ là mình thay cả cà để có thể mỗi lần khách cứ đến nhà mình mời họ uống luôn. Nói chung là cứ uống thử một lần. Nhưng mà bây giờ lại thấy nghiện. Sau khi mà uống được 2 liệu trình rồi ấy thì cái bản thân mình bây giờ mình thực sự là rất là tự tin. Mọi người thử dùng thử đi. Đấy là bí quyết giữ trong của tôi đây. Cảm ơn sinh tố bột cần tây Cytokata, người bạn đồng hành mỗi ngày của tôi trong phòng tập. Không riêng gì bản thân tôi mà hầu như là tất cả các chị em phụ nữ đều hướng đến cái đẹp, tham khảo các sản phẩm tương tự như kiểu là bột cần tây Cytokata và có nguồn gốc thiên nhiên. Khéo người chị để gầy như là mụ hàng cá với mụ hàng rau ấy.